con nói đó, con nói chung ra. Chú Sáu ơi, chú Sáu đi chụp cái chú Sáu đi đây chú Sáu bận cậu một đi đây Sáu vô rồi chuẩn bị rồi chuẩn bị nha. Một hai ba cười lên. Con cầu xin ơn trên được khai sáng trí tuệ, để diệt đi vô minh, hồng tìm ra nẻo chính. Sống trọn đạo làm người, hiếu thảo với mẹ cha, biết thờ phụng ông bà, làm bao điều phước thiện. Nhạc phẩm Xin trọn đạo làm người, ca sĩ thể hiện Đức Quang. Con về bên chân mẹ, nghe tiếng nói thân thương. Từ khi xa mái trường, con vào đời lặn lội, gây nên bao nhiêu tội của một kiếp con người. Tính con mẹ hiền lương, vào đời nên con cầu xin ơn trên được khai sáng trí tuệ, để diệt đi vô minh, hòng tìm ra nẻo chánh. Sống trọn đạo làm người, hiếu thảo với mẹ cha, biết thờ phụng ông bà, làm bao điều phước thiện. Con như có căn lành, được nghe thầy chỉ dạy đạo
con về bên chân mẹ, nghe tiếng nói thân thương. Từ khi xa mái trường, con vào đời lần đầu, gây nên bao nhiêu tội của một kiếp con người. Tình con mẹ hiền lương, vào đời nên nhuộm buồn. Con cầu xin ơn trên, được khai sáng trí tuệ, để diệt đi vô minh, hòng tìm ra nẻo chánh, sống trọn đạo làm người, hiếu thảo với mẹ. Dù nắng mưa dài nhau, chùa em hoa lá xanh màu, chuông khuya đồng vòng về đâu. Chùa em khói hương trầm bay, tha thiên là đây, chan chứa vơi đầy. Ai xuôi sông Hương xin dừng chân thiên mụ, ai về bên ngự xin nhớ Ư Đà. Xuân tàn hạ màn thu sang, Huế đô ngập mạnh đạo vang người ơi. Lòng em sung sướng vô vàn về dưới ánh đạo vàng, lòng em tha thiết dâng tràn hương từ ngập bóng hào quang, lòng em nhất trí thành tâm tha thiết tròn dâng lý tưởng cho đời. Ai lên thiên thai thuyền tốn nương đời, ai về gia hội diệu đệ nương chờ. Huệ hiền như một bài thơ, tin dân nghĩa đạo công mơ na so.
em vang tiếng kinh cầu dù nắng mưa dài dầu. Chùa em hoa lá xanh màu, chuông khuya đồng vọng về đâu. Chùa em khói hương trầm bay, tha thiên là đây chan chứa vơi đầy. Ai xuôi sông Hương xin dừng chân thiên mù, ai về bên ngự xin nhớ từ đà. Xuân tàn hạ mạn thu sang, Huế đô ngập bánh đào vàng người ơi. Lòng em sung sướng vô vàn về dưới ánh đào vàng. Lòng em tha thiết dâng trà hương từ ngập bóng hào quang. Lòng em nhất chí thành tâm, tha thiết tròn dâng lý tưởng cho đời. Ai lên thiên thai thuyền tôn nương đời, ai về gia hội diệu đệ nương chờ. Huế hiền như một bài thơ, tin dân nghĩa đạo không mờ nét son. Huế hiền như một bài thơ, tin dân nghĩa đạo. Không mơ nè. Ngày con cất tiếng khóc chào đời, ngày mẹ đã nói niềm vui trao dâng ngập trời. Bằng yêu thương của cha đã dành để trong mai ấm từng ngày qua con lớn lên. Là lời ru mẹ đưa bên cánh vông cho con say giấc ngủ. Là lời cha từng ngày ấm êm mong sao cho con nên người. Thời gian lấy đi tuổi xuân của mẹ, và con lấy đi sức sống mẹ cha. Cuộc đời con sẽ không quên tình yêu thương mẹ cha đã dành cho con người ơi. Tình yêu bao la theo như câu du xưa cho vơi đi nỗi nhọc nhằn trong đời của người. Đường tương lai nhiều trông gai, và những lúc gian nan làm con ngã quỵ để con nhớ rằng nơi đây một góc bình yên luôn có mẹ cha chờ con tìm về. Ngày con cất tiếng khóc chào đời, ngày mẹ đã nói niềm vui trao dâng ngập trời.
bằng yêu thương của cha đã dành để trồng mai ấm từng ngày qua con lớn lên. Là lời ru mẹ đưa bên cánh vông cho con say giấc ngủ, là lời cha từng ngày ấm êm mong sao cho con nên người. Thời gian lấy đi tuổi xuân của mẹ và con lấy đi sức sống mẹ cha. Cuộc đời con sẽ không quên tình yêu thương mẹ cha đã dành cho con người ơi. Tình yêu bao la theo như câu ru xưa cho vơi đi nỗi nhọc nhằn trong đời của người. Đường tương lai nhiều trong gai và những lúc gian nan làm con ngã quỵ để con nhớ rằng nơi đây một góc bình yên luôn có mẹ cha chờ con tìm về. Cuộc đời con sẽ không quên tình yêu thương mẹ cha đã dành cho con người ơi. Tình yêu bao la theo như câu ru xưa cho vơi đi nỗi nhọc nhằn trong đời của người. Đường tương lai nhiều trong gai và những lúc gian nan làm con ngã quỵ để con nhớ rằng nơi đây một góc bình yên luôn có mẹ cha chờ con tìm về. Nam mô đại từ đại bi
Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Chiến tranh đau đớn cuộc đời, bao dông mây đen ngập trời, con xin mẹ từ bi xót thương cứu độ trần. Ở đây có món nào đặc biệt? Chưa nói cả. Mứt ram hả?
Không có gì làm cho Phật tử mà người ta ủng hộ. Dạ, nè cũng rong để có những gì đặc sản ở đây đó. Nấu cháo, nấu bún, bún hay. À, vậy là cũng đủ sống cho dạ. Chứ không thiếu nợ phải không? Không, nhưng mà không giống mà cứ qua Nam cho họ xì. Như là cuộc sống đầy đủ chứ không có thiếu nợ hay phải không? Dạ, thoải mái chút. Rồi, sống thoải mái rồi, không có mượn nợ rồi được rồi. Dạ. Nói chung là lòng thê cho Phật thì Phật lo. Dạ. Lúc nào quy nghề đi kêu. Hậu Pháp. Đúng, Hậu Pháp lo. Anh đi kêu, có tới nhiều chốt kêu. Dạ. Nào vô sợ lòng kêu, mỗi năm biết kêu. Nằm ngay nghề, vui lo, chuyện lên cao. Đi tìm tới là... Đó, cái này, cái đĩa này là về Úc Châu là bà cổ biết đó. Tôi biết là Úc Châu là bắt đầu là họ sẽ phát tâm họ về Đà Nẵng là ghé đây đó. Để ủng hộ giúp đỡ. Câu nay cũng làm thê cho Phật này. Đó, thì mình... Còn anh đây giúp tiền mà cũng làm áo tình thương 14 là mấy cũng làm thê cho mà. Để tử ơn nên từ nó sắp tán cô làm một lớn cho cái kia đó. Bao nhiêu đứa trên đó? Dạ, con 5 đứa. 5 đứa hả? 5 đứa với nhân viên với công nhân một con là 5 sáu chục người. 5 sáu chục người. Có hai thằng, hai con, em bà con các con. Tu thầy nó tu thì là nam không già, già con cũng là cái sinh. Những nhà phụng tử cho chúng thằng là có duyên lo hết á. Như thầy đi đây thì ở bên kia đang thay chùa vẫn đi từ thiện, thay chùa là thay chùa, đi từ thiện là đi từ thiện. Câu hôm nay con là cũng mong được Phật giáo được là vâng. Cái hồi con xin những cái tài cái chị con của con nuôi hát là mình sướng đầu. Bác ánh thanh bên trang an, bác ánh cơm, 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 bác ánh cơm,